Thưa quý vị, hiện tại Lâm và Trúc đang đứng tại căn hộ S601 1718. Đây là căn hộ thuộc tầng chung. Và nào, hãy cùng tụi mình tham quan căn hộ này nhé. Căn hộ 3 phòng ngủ tại The Origami có diện tích từ 81 cho đến 108m², bao gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 bếp, 2 nhà vệ sinh, 1 lô gia chính và 1 lô gia phụ. Loại căn hộ này rất thích hợp cho gia đình có cả 3 thế hệ do không gian sinh hoạt rộng rãi, cùng với đó là 3 phòng ngủ riêng biệt, cực kỳ tiện lợi và đa dạng việc sử dụng tùy ý thích của chủ nhà. Với vị trí là căn gốc nên tầm view này cực kỳ thoáng, hưởng trọn 2 tầm view khi có thể nhìn trọn vẹn công viên cầu vòng, bao quát nội khu cây xanh tại S6 và nhìn về nội khu The Rainbow. Đây là một tầm view rất thú vị cho những gia đình thích sống trên cao, thoáng đãng, kết hợp với một chiếc view chỉ cần nhìn thôi là như gia đình mình đang ở một resort nghỉ dưỡng cao cấp. Hiện tại vị trí mình đang đứng là khu sinh hoạt chung của cả gia đình. Và vị trí này á, thì nhà chủ mình có thể thiết kế một cái ghế sofa, một cái tivi hay là một cái bàn làm việc tùy theo sở thích của gia chủ. Với vị trí căn 3 phòng ngủ này với tầm view trọn vẹn công viên cầu vòng và đây là phòng ngủ có diện tích lớn nhất. Phòng master là phòng có diện tích lớn cho gia chủ tùy thích thiết kế đặt giường ngủ, một bàn làm việc, tủ quần áo và kể cả tivi trong phòng. Ở phòng ngủ thứ hai này, gia chủ có thể thiết kế cho ông bà, trẻ em hoặc là những vị khách đến đây chơi và nghỉ lại. Tiếp theo sẽ là căn phòng ngủ thứ ba. Ở căn phòng ngủ thứ ba này sẽ có diện tích và công năng tương tự như là phòng ngủ thứ hai. Gia chủ có thể tùy ý thiết kế theo sở thích của mình. Tại phòng vệ sinh, căn hộ đã được chủ đầu tư bàn giao đầy đủ các thiết bị như bồn rửa, vòi nước, kể cả vòi sen đến từ những thương hiệu uy tín. Hy vọng những trải nghiệm tham quan vừa rồi và chia sẻ từ Lâm và Trúc sẽ giúp cho quý khán giả có những cái nhìn chi tiết nhất về căn hộ 3 phòng ngủ tại phân khu The Origami. Và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo.